Thì trong thời gian qua, sao bên kia đời xin cảm ơn tất cả mọi người, những cái vị khách yêu đã qua bên shop em ủng hộ rất là nhiều cây và đã giúp cho shop em lại có cơ hội để lấy thêm những cái kênh mới về cho mọi người. Thì ngay đây em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái cây hiện đang có shop em và mọi người hãy cùng em tham khảo về một số cái cây như là nha. Mà nếu mà các bạn thích cây nào thì hãy để lại lời nhắn dưới bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp qua bên em để có thể ship cây đến cho mọi người nha. Đây mọi người ơi, cây đầu tiên em muốn giới thiệu đến mọi người đây ạ, cây hồng cát lộc hay còn gọi là cây vạn lộc, bởi vì lá của nó có một cái màu hồng đặc trưng nha mọi người. Lá của nó là một cái màu hồng bóng như thế này, nó được gọi là cây hồng lộc. Cây hồng lộc này nó cũng là một loại dạng thân thảo được rất là nhiều người giới văn phòng ưa thích, bởi vì nó có một cái màu khá là nổi bật. Ngoài cái màu hồng này ra ấy, thì còn có các cái loại vạn lộc khác như là vạn lộc trắng, vạn lộc xanh. Đây ngay đây em đang có một cái cây vạn lộc trắng mọi người ơi, lá của nó trắng móc như thế này, nó có điểm một vài đốm xanh nổi bật trên lá, đặc biệt mua mọi người, cây đang cực kỳ là tươi tốt. Hãy nhanh tay qua giúp em nha mọi người, rất là hợp những cái người có mệnh kim, mệnh kim mọi người ạ. Đó ngoài ra đây cây phát tài phát lộc, hẳn là các tín đồ chơi cây cảnh không khác lạ gì với cái cây này đúng không ạ. Thì cây này nó còn là cây có dạng là giống như cái cây thân trúc, như mọi người nó chia thành những cái đốt đốt nhỏ như thế này nên gọi là cây trúc phát lộc. Ngoài ra thì còn có cái cây như là cái cây kim ngân nha mọi người ơi, cây kim ngân ba thân mọi người ạ, tượng trưng cho phúc lộc thọ. Hiện cái cây kim ngân, những cái cây có cái thân đặc biệt như thế này đang được yêu thích và được mọi người mua rất là nhiều. Đó, ngoài ra nó còn có cái loại một thân đó mọi người ạ. Loại một thân thì ạ. Đây mọi người ạ. Mọi người ơi, loại một thân này vì lá của nó đẹp lắm đúng không mọi người? Đang ra rất là nhiều lá non mọi người ạ. Đây, lá của cây kim ngân nó sẽ chia thành 5 phiến lá như thế này, là tượng trưng cho tiền tài đó mọi người. Hẳn là mọi người cũng biết rõ là cái cây kim ngân với những chiếc lá tỏa ra 5 nhánh, 5 cái phiến lá nhỏ như thế này, nó tượng trưng cho tiền tài của mọi người. Đấy, đây là một cái loài cây kim ngân một thân, thân của nó khá là to nha mọi người. Đây cũng chỉ là một cái loài mini bonsai và trồng để trên các bàn làm việc hoặc là trong văn phòng cho mọi người. Bên em còn có các loại kim ngân như cỡ trung hoặc là cỡ đại thì mọi người có thể để ở ngoài ban công hoặc là để trong phòng khách, để ngoài các trên cửa hiên chẳng hạn, thì nó sẽ giúp mang đến tiền tài đến cho gia chủ và nhiều may mắn nữa mọi người ơi. Đó, cây kim ngân tiếp đến đó là cái cây này đã được chính tay em nói thọ đấy mọi người. Cây này nó có tên là cây kim tiền, không khác lạ gì rồi, nhưng mà cái cây này đang ra cực kỳ là nhiều mầm. Đây mầm non của nó đấy mọi người. Kim tiền thường tượng trưng cho tài lộc, tiền tài, may mắn này. Kim tiền gọi là cây trồng người, cái cây mầm non này gọi là mầm trồng trồng người chẳng hạn. Đó là cái dịp ở tân gia chẳng hạn, mọi người có thể tặng cái cây này hoặc là tặng sếp này, tặng cho những người thân yêu trong gia đình của mình với ý muốn mong họ được gặp nhiều may mắn, tiền tài nhiều nè. Đó, cây kim tiền bên chỗ em đang bán cực kỳ nhiều, có thể rất là có mẫu trọng khác. Kim tiền này là cái loại này là cái thân cao, có cái loại cây lùn hơn mọi người ơi, và lá của nó cũng xanh mướt hơn. Đây mọi người ạ, rất nhiều kim tiền. Được em phủ bằng cái chậu nhỏ xinh như thế này, màu đỏ rực luôn mọi người. Và cái nhánh lá của nó rất đang ra rất là đẹp mọi người ơi. Nhưng mà cái thân này thì nó khác với cái cây phát lộc lúc nãy, và tên gọi của nó cũng là lá gọi là cái cây trúc phát tài nha mọi người. Cái đốm thân của nó, cái khúc thân của nó sẽ dài hơn là cái cây phát lộc, nhánh thân của nó giống như cái nhánh trúc ấy ạ.
nên là gọi là cây trúc phát tài phát lộc. Cái này giá cả cũng rẻ bèo, mọi người đang đi tặng người thân hay là tặng bạn bè đều được, đều rất là có nhiều ý nghĩa, giá cả của nó cực kỳ rẻ. Đây thì lại một cái giống cây gì đây, mọi người biết đấy, cây này lá của nó giống như cái lá may mắn ấy, nhưng mà nó chia thành nhiều phiến hơn này. Cái này là có tên gọi là cây ngũ gia bì nha mọi người, ngũ gia bì thủy canh. Hiện tại thì bên em mới về cái cây này, ngũ gia bì thủy canh đang rất là tươi tốt, có cả ngũ gia bì đất nha mọi người. Mọi người thích thì hãy đi qua ngay đây nha. Cây mà khá là lạ mắt, cái cây này mọi người cũng thấy lạ đúng không ạ? Cái cây này nó có tên là cái cây 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 gì ạ? Cây phát tài Thái Lan ý ạ, cây phát tài Thái Lan. Nó cái phiến lá của nó cực kỳ to, to cỡ tầm một bàn tay, to tầm một bàn tay, vì lá của nó khá là cứng. Cây này được trồng như mọi người có thể cối những cái chậu to chẳng hạn, xong rồi mọi người mix thêm một số cái cây mini nhỏ như kiểu là cây họ may mắn, hay mọi người mix xuống dưới các cái chậu to hơn, trồng cái cây này vào một cái chậu to và mix thêm các cái cây cọ may mắn, hoặc là thêm các cái sỏ trắng và thêm các nhiều cái cúc tự ấy, nhìn cực kỳ đẹp đó mọi người ạ. Mọi người có thể mua về để cối nha mọi người, rất là đẹp. Một cái cây nữa mà mọi người có thể mua về, sắp tới Giáng sinh rồi mọi người ơi, thì cái cây này nó mọi người có thể mua về để trang trí cho Giáng sinh của mình. Đây có tên là cái cây tuyết tùng. Vì sao gọi là cây tuyết tùng? Thì cái cây này ý, thì lá của nó ngoài màu xanh lá thì nó có điểm thêm những cái phấn gọi là màu trắng ý, không phải phấn đâu mọi người, nó là cái màu trắng trên lá luôn, nhìn mọi người để ý rõ đúng không ạ, nó có một màu trắng nhẹ và nó hầu như nó điểm ở trên các cái đầu ngọn lá, nên cái cây này có cái tên là cây tuyết tùng. Cây này khá là hay và lạ mắt, cây này cũng rất là dễ chăm sóc cho mọi người, chỉ được hạ này và đang được trồng rất là nhiều, giá cả của nó cũng rẻ lắm mọi người ạ, chỉ có tầm 120 thôi mọi người ơi, 120 vào với một cái cây đẹp như thế này. Ngoài cái cây tuyết tùng này chắc chắn Noel bên em còn có vài cái chậu cứng thơm hay mọi người tùng thơm đâu mọi người, tùng thơm hiện đang được rất là nhiều ưa chuộng bởi vì mùa Giáng sinh sắp tới rồi. Mọi người có thể mua về trang trí trên bàn của mình, trong phòng khách, hoặc là làm tiểu cảnh cho các quán cà phê thì rất là đẹp mọi người. Nó có một cái màu xanh non. Và vì sao gọi là tùng thơm? Vì cái cây này nó có một cái mùi thơm nhẹ này và không gây khó chịu cho mọi người. Tùng thơm cái mùi thơm khá là nhẹ nhàng, giúp cho người ngửi cảm giác được thư giãn. Đấy, cây này đem lại nhiều may mắn, xua đuổi được cái côn trùng, và ngoài ra nó còn đem lại vận khí này, công danh và xua đuổi các cái tà khí, rất là nhiều ý nghĩa. Đang bên em có cả sẵn các cái loại chậu đất, giá của nó sẽ dao động từ khoảng 60 cho đến 200 nghìn tùy vào cái cây và chậu nha mọi người. Đây là cái cây mà bên em đã cố chậu sẵn rồi mọi người ạ. Cối chậu đây, mọi người thích thì em có thể trang trí thêm cho mọi người. Đó là một số cái cây hai tay em cũng cho mọi người, cây gọi là cây vạn niên thanh tập thạch đi, bởi vì lá của nó có những cái sọ trắng nha mọi người, hay gọi là trầu bạc thạch cho mọi người. Cái giống này thì cực kỳ nhiều loại, nó được gọi là một trong những cái cây được gọi là khá là nhiều giống khác nhau. Đây có ví dụ là cái cây dạng lá to này thì lá của nó có sọc này, hoặc là có cái cây màu xanh mốt luôn, hay có các cái cây gọi là trầu bà lá vàng ấy mọi người, trầu bà lá vàng mình sẽ khác hơn. Mọi người có thể mix nhiều các cái cây với nhau, cái này nó còn có thêm cả lá cẩm thạch nữa mọi người ạ. Lá của nó mọi người nhìn khá lạ đúng không ạ, nhìn giống như cái lá non ấy, nhưng mà thực ra đây là cái lá thực của nó, là da của nó cũng thế mọi người ạ, nó có một cái màu nhạt vàng một chút chứ không phải là nhão đâu mọi người. Lá của nó vốn chính là như thế,
rất đẹp người thân thảo. Thì đó là một số cái cây mà bên sau vùng em phải có. Thì nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua shop em nha. Mọi người mà mua theo combo nhiều ấy, thì mọi người sẽ được rất là nhiều món quà tặng ý nghĩa và đặc biệt. Thì mọi người hãy qua đây để em có thể tư vấn trực tiếp, hoặc là có thể qua để tham khảo thêm một số cái cây lạ và đặc biệt. Ở ngoài ra ấy, thì những cái vị khách nào mà mua nhiều cây lên shop em thì mình sẽ được một cái tấm vé VIP nha mọi người. Một cái tấm vé VIP mà mỗi lần tới khách mua thì sẽ được các cái ưu đãi đặc biệt và được những phần quà đặc biệt cho mọi người. Đó là một cái clip mà em sẽ qua được showroom bên em. Thì cảm ơn mọi người đã xem nha.